đầu mày ý. Mày tin cho mày bay luôn không? À? Mày cút ngay ra khỏi nhà. Tập cho mày ra chạy trong đi. Đi. Đồ khốn nạn. Úi dồi ôi, nước đâu ra linh láng này. Bay lâm bay. Bay, 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 bay cái đầu mày, bay. Mày tin tao cho mày bay luôn không hả? Tao nói cho mày biết nhá, tao không thích cái kiểu mày bày bừa này đâu nhá. Mày nghe rõ chưa? Đừng mắng lâm lâm sợ. Hôm nay ấy, tao cho mày nhịn cơm nghe chưa? Alo, anh đây. Rồi, em cứ ở yên nhà, tối anh qua anh đón nhá. Không phải quà cáp làm gì cả, bởi vì ấy, em chính là món quà tuyệt vời nhất của anh rồi. Ừ, nhá. Ai cho mày ăn hoa quả hả? Cho mày ăn chưa? Tao hỏi mày, tao cho mày ăn chưa? Mày cút ngay ra khỏi nhà. Cút. Đi đâu? Mày ở đây ý, mày làm hỏng kế hoạch của tao. Cút, ngày mai được về. Mày đi không? Mày không đi tao bẻ nát đầu con bông này. Cút. Quá, quá. Khóa của tôi. Cảm ơn cậu nhé. Đi chân đất thế này chắc chắn là đau chân lắm. Tặng cho cậu đôi dép này. Coi như là quà tôi cảm ơn. Cậu đã nhận giúp khóa cho tôi. Rất đẹp. Cậu có thích không? Thích. Cậu ở đâu để tôi đưa cậu về? Không được về, không được về. Sao thế? Cậu đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu. Về nhà, gấu cắt cổ, không về được. Đói, Lâm đói. Tại sao chân tay lại nhiều vết bầm dập như bị đánh thế này? Thôi được rồi, cậu không phải sợ đâu. Đứng yên ở đây đợi tôi. Tôi đi mua đồ ăn cho cậu nhé. Nhớ là đứng yên ở đây nhá. Đây rồi. Cầm lấy này. Mang về ăn nhá. Ừ. Đồ ăn. Lâm bè đói. Lâm. Úi giời ơi. Cho Lâm. Mày cho cái gì? Hả? Tao bảo mày như thế nào? Tao bảo mày cút khỏi nhà cơ mà. Bây giờ mày không nghe lời tao à? Bây giờ mày về đây ấy, mày làm hỏng hết kế hoạch của tao rồi. Tao đổ hết thuốc mê rồi. Mày có biết tao lên kế hoạch này nhằm chiếm tài sản của cô ta bao nhiêu lâu rồi không? Hả? Xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Mày xin lỗi cái gì? Tại sao tao là cái thằng anh trai điên như mày nhỉ? Đi. Tập cho mày ra chạy trong điên. Đi. Dừng lại. Đồ khốn nạn. Tao thật không ngờ anh lại khốn nạn như thế đấy Lâm ạ. Quyên, xem lại. Tôi không đến đây thì sao biết được bộ mặt thật của anh? Tôi với cả anh chia tay đi. Từ ngày mai anh không cần phải đến công ty nữa đâu. Kiều Quyên,
Còn anh trai của anh, tôi đã dẫn anh ấy vào trung tâm bảo trợ xã hội. Tôi không thể để anh ấy sống một người vô lương tâm và thú tính như anh được. Mình đi thôi anh.